Xin chào cả nhà Sài Gòn phố. Đố cả nhà trái này là trái gì? Trái này là trái Lekima ha. Không biết ở quê cả nhà có trái này không? Đó, trái này thì ăn bùi bùi thơm mà ngọt. Đấy, cả nhà thấy ha, hôm nay á ở chỗ của anh Tạo nha, anh Tạo bán mận tam hoa nha cả nhà, bán cái trái ổi á, cái trái ổi rất là ngon, ổi lê rất là ngon luôn. Không biết là cả nhà mình đã từng thử hay chưa ha. Hôm nay thì sau dịch mình trở lại đây, mình thấy là anh bán một cái sàn ha, rất là to, rất là nhiều Lekima, cho nên thành ra là thấy cái trái này nó dông dảo quá, nên Ngọc muốn giới thiệu đến cả nhà của mình ha. Cả nhà ai mà chưa về quê được hoặc là chưa có cơ hội ăn trái này thì mình có thể là đến thưởng thức chỗ anh Tạo nha. Hello anh. Hôm nay anh bán thêm trái Lekima. Đúng rồi. Chị anh đã lấy thêm, tại vì mấy bữa nay mận tam hoa nó chưa vô mùa. Dạ. Chắc khoảng nửa tháng nữa nó mới có. Rồi cái lấy thêm mình để cho nó có hàng á. Mà cái trái này nó cũng đẹp nè, anh cũng thích ăn nè. Cái này đẹp, cái này ăn bùi, thơm ngọt, béo. Đúng rồi, béo. Phải gọi là trái gì ta? Cái trứng gà đó, lòng đỏ trứng gà. Dạ, còn quê em gọi là Lekima. Lekima đúng không? Đúng rồi, Lekima. Lekima. Bán cũng gần hết rồi nè. Gần đảo anh ha, mà trái này bây giờ là hình như là kiểu chưa chín ha, bao lâu nữa hả? Khoảng 2 em chưng á, cái này là mình thường chưng lên ông địa hay gì đó khoảng 2-3 ngày. 2-3 ngày là nó chín nó mềm rồi, xong rồi mình lấy mình ăn. Mình ăn. Cái này là chưa chín, này còn cứng cứng. Dạ. Cái này là khoảng tầm 2 ngày nữa. Đúng rồi, 2 ngày. 2 ngày cứ để tự nhiên như này luôn anh. Ừ, để tự nhiên luôn, không có để tủ lạnh. Giống như bơ cũng vậy. Bơ mình cũng để tự nhiên ngoài cho nó chín. Cái này trồng đâu anh? Cái này hàng của Đồng Tháp em. Dạ, Đồng Tháp. Thì em lấy với Đồng Tháp. Nhìn ngon quá, nhìn nó vàng ươm mà. Nhưng mà phải khi có trái chín là em tính ăn thử. Chưa trái nào ăn được hết. Dạ, cái này thì anh bán giá làm sao? Cái này anh bán 50.000 ký. 50.000 là khoảng cỡ mấy trái? 3-4 trái, 4 trái bự bự vậy nè. Còn mấy này nhỏ nhỏ 6 trái. Nè, trái này chín hả? Chín hả? Xuống dạ, đi chín này mềm luôn. Để em tách ra nha. Tách ra cho cả nhà mình xem nha. Đó, đây nè, trời ơi bùi bùi nha, ngọt nha, béo nha. Đó cả nhà. Ôi nhìn đảo quá à. Ở trong đây nó sẽ có cái hộp, nó nằm chỗ đây nè. Đó, cái hộp nó cứng cứng, nó bọc bọc giống như cái hộp sầu riêng vậy á, nhưng mà nó sẽ dẹp hơn. Ăn thì cái số kiểu là nó béo ha, nó sẽ có cái vị cái hậu ngọt của các loại trái cây á. Rồi sao mẹ lựa em ơi, bột bột nữa, ăn khá là ngon cả nhà. Đó trái này là trái chín rồi nè, duy nhất một trái chín ở trong cái sàn này. Rồi mình để đây chút xíu nha, mình thưởng thức nha. Đây rồi. Còn rồi ngoài ra thì anh Tạo vẫn còn bán ổi lê của mình á, ở Đồng Nai đúng không anh? Đúng rồi, ổi lê sạch đó trên. Ổi lê sạch ha. Mấy ngày hôm nay thì anh nhập sao? Cái này mình có mang xe lên khó không anh? Không, cái xe này nó ở trong quận mình luôn. Thì mấy bữa mà còn dịch á, mà còn ship trong quận được, anh cũng vẫn ship được cho khách của mình luôn á. Trong quận mình sắp trong nhà luôn nè, cho nên là nó dưới nó chở lên rồi xong rồi mình bán thôi. Nói chung là cái ổi này năm nay anh không có bị đứt dịch, anh cũng bán luôn, nhưng mà cái lúc mà căng quá thì mình ngưng thôi. Còn cái lúc mà nó không căng á, giống như cho ship trong quận hoặc là ship liên quận, thì cái thời gian đó anh vẫn ship bình thường. Anh book app anh ship bình thường. Ngon. Nhìn bóng bẫy ngon đó. Đúng rồi, ngon nè. Rồi bữa nay chị đem lên nè. Ngày hôm qua không có hàng luôn, hôm qua ngày 9 mà không có hàng. Xong rồi bữa nay mới lên nè. Đó. Chịu giờ anh bán cũng gần hết rồi đó, còn ít rồi. Khách vô. Lấy chú 1 ký dạ thôi. Chú lấy 1 ký hả chú? Ký thôi. Dạ. Chưa? Chưa. 2 trái nữa, 3 trái nữa. Hay không? Hay quá hả? Chính luôn, chính xác luôn đó chú. Mình cũng là cao thủ mà gặp cao thủ như em. Dạ 30.000 hả chú? Chú sao ăn ở đây lâu rồi chú hả? Bữa lại mua không lấy tiền cho, vừa cho trong bán hết trơn. Không có tiền rồi dạ. Mua lại lúc về hết trơn. Dạ có. Tôi đi. Đấy, chú nha. Bớt ra luôn á. Cảm ơn anh nhiều nha. Ổi là 30.000 ký, ổi sạch á. Mận ngày mai có nữa, mận rồi chiều có rồi, hết rồi. Lấy đi cưng. Nè lựa tự nhiên đi, bữa nay có hỏi gì lựa nó đã nè. Ê, hết lửa sàn đó rồi. Dạ. Hết dọn nhanh không? Bá đạo gì đó. Ở này dưới Đồng Nai, tôi ở sạch ở dưới Đồng Nai á. Có nghĩa là hết cái sàn kia luôn đấy ha. Ừ hết rồi. Giờ còn sàn to anh, anh còn như đây nữa là hết 100 kg bữa nay đó. Chừng 30. Dạ. Rồi người đẹp ơi. Giác luôn nè, 30.000 ký em ơi. Bao nhiêu vậy? Tới 15.000 nha. 30.000 đó nha. Để tiếng ăn nha, nó giá luôn mà. Trời ơi, cái bịch để gì hết ta. Hồi chiều kìa anh có con chó dễ thương quá. Là của nhà anh hả? Không, của đó. Của thằng em đó, nó đem qua cho anh chơi á. Rồi nó dễ thương, dễ sợ luôn. Anh ăn cứng nhiều hay là ngọt nhiều? Cứng phải không? Không có mềm nhưng mà cái này là nó xốp á, ngọt nhiều hơn cái già người ta rất là. Ăn muối ớt nha. Cứng nhiều hay ngọt nhiều hả anh? Cứng là chắc mấy cái này quá hả? Đúng rồi, cứng là nó ngọt ngọt chua chua. Hello người nè. Mấy cái bao khủng lồ luôn á. Đây mấy cái đó còn biết cô sắp sắp. Mấy bữa cô quen à? Quen, khách quen quá. Cô này ăn thường xuyên mà. Ngon cô ha. Dạ. Ăn nó ngọt, nó mọng cô ha. Nó vừa mấy người là anh biết sao khách của anh thường thường lớn tuổi nhiều. Tại vì cái ổi này á, khi mà nó chín mà nó trắng ra gì nè, trắng gì nè là mấy người lớn tuổi ta ăn. Ăn còn mua cho người ta nữa đó. Dạ. Dạ vậy hả? Ừ. Ăn mấy năm nay luôn không cô? Hả? Lâu lắm rồi hả cô? Ừ. Lâu lắm rồi. Ăn còn mua hả cho nữa. Dạ. Tự mình thấy ngon quá mình dạ. Muốn là chắc người... cho người thân mình cũng khen quá cô ha. Trời đất ơi. Dạ vậy hả? Ừ. Chắc ai cũng khen cô ha. Tới chỗ này ổi này ngon, ngon 2 kg chưa con? Dạ chưa. Thêm 2 trái. Tại vì ăn nhỏ nhỏ vậy anh hả? Con ăn nhỏ nhỏ mà chắc chắn. Tại anh lựa cho cô quà biết ý khách lắm. Có khách thì chịu ăn cái bự nhưng mà phải cứng. Dạ. Cái này 2,5 kg luôn. Lấy 2 kg hả? Coi lấy hết. Bao nhiêu? 60. Là 75.000, có tính cô 70 anh em. Nó không muốn tôm nha. Dạ. Cô thích ăn cái mận tam hoa không? Không, cô thích ăn ổi. Cô thích ăn ổi hơn ha. Ừ. Dạ. Cô là ăn ổi mà. Chú á, bình thường chú lựa á. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, con cảm ơn nhiều. Rồi, tôi cảm ơn. Dạ, dạ. Cô quên ta. Dạ. Cảm ơn cô. Khách hàng thân thiết của anh Tạo. Ở đây có nhiều khách mới, anh dễ thương lắm. Mà anh mà khách mới mà ghé ha, Bao nhiêu đây là anh bán chừng một nốt nhạc luôn. Dạ. Tại vì một người là 5 kg, 7 kg, 10 kg. Tại vừa mua vừa cho, vừa ăn vừa cho. Dạ. Nên là giờ là từ đây đến tối là cũng xong cái này thôi. Xong. Anh bán ngày nào hết ngày đó mà. Dạ. Nói chung là món cưới thì từ từ anh ha. Món mới giống như Lekima thì mình phải từ từ đi. Cái này là hàng trưng. Giống như mình trưng lay gai những cái khách này, cái này là chọn nó dữ lắm. Người Sài Gòn mình nhiều người không biết trái gì luôn á. À đúng rồi, các bạn hỏi đó. Cái này là nếu ở đây gọi là trái trứng gà hả anh? Đúng rồi. À, mình kêu Lekima luôn đó. À, Lekima. Ở dưới quê người ta gọi là Lekima trứng gà đó. À, còn quê em thì gọi là trái Lekima luôn. Đúng rồi. À, đó nó vàng nên mọi người phải gọi là màu. Cái bài hát gì? À, chị Võ Thị Sáu đó. Mùa hoa Lekima nở. Ừ đúng rồi. Miền đất đỏ gì đó. Ở ngoài Côn Đảo á, là ngay chỗ mộ của chị Võ Thị Sáu là có nhiều cây này lắm á. Lấy mấy ký nè. 1 kg thì 30, 2 kg 50. Ha. Dịch đó anh bán combo không? Anh bán combo 5 kg 10 kg không á? Rồi cảm ơn anh. Để mình cảm nhận. Ngọt béo quá em ơi. Bùi bùi nữa anh hả? Đúng rồi, béo. Không có trái này thì cái trái này xa xưa lắm mày. Ngày xưa là nó là cái cây tự nhiên luôn á. Kính nó thơm lắm em. Dạ. Dạ bữa nó có vú sữa. À mùa này là anh chỉ có mộng ổi với lại Lekima, còn trái gì nữa không anh? Có trái lê kia không anh? Trái lý hả? Trái lý hả? Đúng rồi ạ. Trái lý vài bữa nó có. À vậy à, cũng sắp vô mùa rồi hả? Sắp vô mùa rồi, bữa hôm có một cái vườn vô mùa nhưng mà nó bị sâu nhiều. Dạ. Sâu nhiều anh không dám bán. Mà trái lý đó thì rất dễ bị sâu luôn. À, dạ. Dễ bị sâu. À, ngon luôn. Vàng ươm luôn. Ngon. Ừ. Cái này là anh bán sao ta? Cái này anh bán 50.000 ký. Dạ. Tại cái hàng này có hàng tiễn, hàng ngon của mình. Ngon. Mùa hoa Lekima nở đó. Bán trái này nhớ là chị Võ Thị Sáu. Có bán trái mà nó hơi cấn dập đó. Dạ. Để riêng qua bên. Chút xíu nữa mấy cô đi qua mà mấy cô cũng thèm chứ bộ. Dạ. Mà hàng nó mắc tiền, mấy cô đâu có không có ăn á. Rồi cái nó thôi cô ăn đi đừng ngại nè, con cho nè, giống như mấy trái gì nè. Dạ. Lựa cho em luôn đi, lựa cho em 2 kg nha. 2 kg hả? Dạ, lựa cho em 2 kg. Ổi này á, bỏ tủ lạnh ăn cũng rất là ngon luôn á, nó giòn, nó lạnh mình ăn rất là ngon. Lạnh giòn mà nó ngọt. Ngọt nữa. Cả nhà em biết. Anh... Dạ. Em biết sao cái ổi này á. Cái vườn ổi thì nó là cái cây ổi này thôi, nhưng mà nó tùy mưa nắng nữa. Giống như mưa nhiều quá thì nó không có ngọt bằng thôi, nhưng mà nó cái vị nó cũng vị. Dạ. Anh lựa cho em mấy trái nhỏ nhỏ ăn nha. Dạ, đúng rồi, gu của em là như vậy á. Rồi, chỗ anh Tạo á, cả nhà anh Tạo bán ở số 500 của Lý Thái Tổ nha. Anh bán buổi chiều. Quận 10. Buổi chiều anh Tạo ra đây là bây giờ là giờ như thế nào anh? À 2 giờ chiều có mặt anh rồi, nhưng mà hàng nhiều khi nó lên sớm, mận thì lên sớm, ổi lên sớm. Có cái này lên sớm, cái kia lên sớm. Có cái lên trễ khoảng 3 giờ mấy có. Dạ. 2 giờ mấy có. Nhưng mà anh ra đây là 2 giờ chiều anh có mặt ở đây. Tại mai mốt anh cũng mở lại quán chay á. Bán muốn riêu á. Cho nên mai mốt chắc ra sớm hơn nữa. Tại vì chắc cả nhà mình cũng thèm muốn riêu lắm luôn rồi đó. Thì cả nhà có muốn ăn ổi nè, ăn đặc biệt là món mới là món Lekima ha. Xong rồi khoảng giai đoạn sau này nữa thì có lê nữa, nếu mà cả nhà trái lê, trái lý á. thì cả nhà có thể là ghé ủng hộ anh ở số, ở đây là số 500 của Lý Thái Tổ, quận 10 nha cả nhà. Rồi anh Thảo có nói gì không để em kết thúc clip luôn. Cảm ơn hai em, rồi cảm ơn khách hàng mà những cái khách mà từng ủng hộ anh, cũng giống như những khách mà ủng hộ kênh của em á, mình cảm ơn nhiều với chúc cả nhà sức khỏe. Hôm nay mà mình vượt qua mùa dịch gì là mình cảm thấy mình cũng có phước á, cho nên là thôi thì giờ cũng cố gắng thôi, giờ mình qua mùa dịch rồi, nó qua giống như là qua một cái trận khủng hoảng tinh thần vậy đó. Cho nên là bây giờ được anh được nói chung là tại vì cái mặt bằng mình ở đây, mình đưa ở đây thì mình ra đây mình ngồi mình bán cũng chưa thoải mái lắm, nhưng mà thôi thì tại bữa nay chủ nhật nè, rồi tiếng chính ba nghỉ nước mía đó thì ra đây ngồi. Nhưng mà cảm giác của mình là qua dịch rồi mà mình được ngồi đó, giống như là mình ngồi cặp cặp mé nhà thôi, nhưng mà ngồi cái gì mình cũng thấy nó ổn ổn, tình hình nó ổn ổn, cũng mừng đúng không? Cũng bán cũng làm lại là mình thấy là mình vui rồi anh ha. Đúng rồi, gặp vui. Lại nhau nữa. Đúng rồi. Trời ơi, khách cũ gặp anh, khách mà quen lâu năm rồi đó. Tại vì có mấy người lớn tuổi không có xài công nghệ, không có biết số điện thoại của anh, cũng không có coi YouTube gì hết á, cứ ra cái gặp anh cái trời ơi ra lâu quá mới gặp con, trời ơi mừng vậy đó, dễ thương lắm. Mấy cụ lớn tuổi đó, mà tâm lý của mấy cụ là lớn tuổi mà qua dịch đó là lớn tuổi nó nguy hiểm á, mà qua được dịch đó mấy cụ mừng vậy lắm. Nó bữa nay qua bà khỏe nè, bà ra bà ủng hộ con nè, vậy đó. Dễ thương quá. Dễ thương vậy đó. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà nha, cảm ơn cả nhà nhiều.